Củ Chi là một huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh, và nằm về phía tây bắc của trung tâm thành phố với diện tích tự nhiên là 43.496 ha. Theo quan cảnh mặt đất của Củ Chi trong những năm chiến tranh, còn phần dưới là một mặt cắt ngang của địa đạo. Địa đạo có 3 độ sâu. Độ sâu thứ nhất cách mặt đất 3 mét. Độ sâu thứ hai cách mặt đất 6 mét. Và độ sâu thứ ba cách mặt đất từ 8 đến 10 mét. Sự kiên cường và sức chiến đấu mãnh liệt của quân và dân Củ Chi được duy trì bởi một hệ thống địa đạo, đường hầm, nhiều tầng nhiều lớp kéo dài đến 200 km. Đường hầm này được quân và dân Củ Chi kiến tạo liên tục trong rất nhiều năm liên tục. Với vô số các cửa hầm bí mật lên mặt đất, các lỗ châu mai, hỏa lực bí mật, các hầm trú ẩn, các công xưởng ngầm dưới mặt đất, kho tàng và doanh trại trú quân, phía trên được bố trí dày đặc, mìn và các hầm trông, cặn bẫy. Mô tả về địa đạo Củ Chi rất đơn giản, đây là hệ thống công sự ngầm bí mật ở dưới đất. Các hệ thống công sự này được ngụy trang rất sâu và rất kỹ lưỡng trong rừng rậm nhiệt đới. Mục đích của hệ thống địa đạo Củ Chi giáng những đòn tấn công bất ngờ vào quân địch trong giai đoạn những năm tham chiến của quân đội Mỹ ở Việt Nam. Hệ thống địa đạo Củ Chi, công sự chiến đấu được nghiên cứu và suy nghĩ kỹ lưỡng với tính toán có thể tấn công tiêu diệt đối phương từ mọi phía. Mạng lưới phức tạp của những đường hầm chạy rích rắc lan tỏa về trong mọi hướng từ trục đạo chính và lan tỏa thành vô số các nhánh. Có những nhánh là hầm bí mật, trú ẩn, cũng có những nhánh đột ngột thành ngõ cụt trong điều kiện đặc biệt của địa hình. Nhưng du kích quân thông minh và khéo léo của Việt Nam để tiết kiệm sức lực và thời gian đã đào những đường hầm không sâu lắm, nhưng tính toán thiết kế sao cho dù trong những trường hợp xe kẹt xe tăng và xe bọc thép di chuyển trên nóc hầm, phía trên bị nã pháo và ném bom, các đường hầm cũng không bị sụt, lún, sập và vẫn có thể bền bỉ phục vụ những người đã xây dựng lên nó. Cho đến ngày nay, hệ thống đường hầm, địa đạo nhiều tầng, nhiều lớp phức tạp vẫn còn giữ nguyên được như thời chiến tranh, với những nắp hầm và cửa hầm bí mật liên thông đến các lối đi ngầm giữa các tầng hầm. Trong hệ thống đường hầm, ở những chỗ khác nhau có những cửa nút kín đặc biệt, được sử dụng để ngăn chặn địch và ngăn chặn khí ga độc. Trên suốt chiều dài của đất cả đường hầm đều có khoét những lỗ thông hơi và thông gió bí mật, thông lên trên mặt đất và được ngụy trang rất kín đáo. Một phần của những cửa thông bí mật đều có sử dụng như một điểm hỏa điểm bí mật, và đó luôn là một trong những bất ngờ lớn dành cho kẻ thù. Đối với các du kích thông minh thì điều đó vẫn chưa đủ, đường hầm và những con đường dẫn đến bố trí vô số, những cạn bẫy chết người thông minh và khéo léo kết hợp với những hầm trông và các hố bẫy nguy hiểm khác nhau. Đường hầm vào hầm và ra khỏi hầm để đảm bảo bí mật và an toàn cao, bố trí các trận địa mìn chống tăng và chống bộ binh đan xen dày đặc lẫn nhau. Trong giai đoạn chiến tranh, có những lúc trong hệ thống đường hầm chứa cả một đạo quân và dân cư của cả làng. Điều đó giúp người Việt Nam bảo vệ được nhiều sinh mạng. Trong đường hầm có các kho dự trữ vũ khí, trang bị, đạn và chất nổ các loại, lương thực thực phẩm và cơ sở vật chất y tế chiến trường. Có các băng bếp ăn không có khói, hay còn gọi là bếp hoàng cầm, bệnh viện dã chiến dành cho người bị thương, các căn hầm, phòng ngủ, các ban chỉ huy dã chiến, hầm trú ẩn và sinh hoạt cho phụ nữ, trẻ em và người già. Nói chính xác hơn, đây không phải là một làng mà là cả một thành phố trong lòng đất. Ngay cả trong thời kỳ chiến tranh, người Việt Nam cũng không quên văn hóa và giáo dục. Trong các căn hầm được bố trí các phòng học, đồng thời nơi đó có thể dùng để chiếu phim, cách mạng để biểu diễn văn nghệ cho cả đoàn văn công chiến trường. Nhưng đặc biệt hơn, cả thế giới bí ẩn đó nằm sâu trong lòng đất. Dùng cả máy ném máy bay bom đạn chiến lược B-52 và pháo binh hạng nặng, người Mỹ đã trà sát vùng Củ Chi nhiều năm trời, nhưng vô số các cuộc ném bom và các đợt pháo kích liên tục không đem lại kết quả như mong muốn. Củ Chi vẫn là vùng đất chết cho lính thủy đánh bộ Mỹ và các thiết bị đoàn ở Sài Gòn. Người Mỹ buộc phải tự mình chui xuống những địa đạo tối tăm đó, không giống như những bộ phim của Hollywood, những chú chuột đường hầm Tunnel Rat được lựa chọn từ những binh sĩ cao không cao to, người gầy và liều lĩnh, sẵn sàng với một khẩu súng ngắn chui vào bóng đêm của cái chết. Trong đường hầm đó, chờ đợi lính Mỹ là sự chật chội đến nghẹt thở, bóng tối mù mịt, mìn, cạm bẫy, rắn độc, bọ cạp và sau đó nữa là những người du kích thiện chiến.
Hệ thống địa đạo 3 tầng được đào vào trong nền đất sét cứng bằng những dụng cụ nông nghiệp thô sơ của rất nhiều các tổ nhóm người của nhiều thế hệ người dân Củ Chi. Mỗi tổ đào hầm có từ 3 đến 4 người, một người đào, một người kéo đất từ trong hầm ra một cái miệng sâu thẳng đứng. Ra một cái miệng giếng sâu thẳng đứng, một người kéo thúng đất vào đào được lên phía trên, một người khiêng vác đi đâu đó, đồ giấu bí mật giữa những lùm cây rậm rạp và đồ rải rác xuống sông. Khi các tổ đào đã thông được địa đạo với nhau, giếng đào được đặt một cây tre thông suốt làm ống thở hơi, giếng đào được lấp đi, len chặt và ống thông hơi được ngụy trang dưới tổ ong, tổ mối hoặc gốc cây mục hay bất cứ hình dạng nào khác. Người Mỹ quyết định sử dụng chó săn để tìm kiếm những lỗ thông hơi và đường ra vào địa đạo. Các chiến sĩ du kích Củ Chi sử dụng quần áo lính Mỹ, thông thường là áo khoác M65, người Việt hay gọi là áo Mỹ, mà lính Mỹ thường vứt đi khi bị thương hoặc băng bó vết thương. Chó săn ngửi thấy mùi quen thuộc của Mỹ, bỏ qua. Sau này du kích sử dụng hạt tiêu xay nhỏ, vô hiệu hóa khứu giác của chó săn hoặc các bánh xà phòng của Mỹ, có tác dụng lâu hơn để đánh lừa chó săn của địch. Nhiều trường hợp các cửa hầm bí mật cũng được tìm thấy, lính Mỹ cố gắng bơm nước hoặc khí ga độc CS làm cay, chảy nước mắt vào đường hầm. Nhưng hệ thống nhiều tầng, nhiều ngách của địa đạo với vô số cánh cửa khép kín mà các đường hầm ngập nước đã vô hiệu hóa được mọi lực lượng của đội quân Mỹ. Du kích Việt Nam chỉ đơn giản mất đi một khúc đường hầm, đánh sập tường của đường hầm bịt kín luôn cả hai đầu và quên luôn đoạn hầm đó. Họ đào một đường hầm khác đi vòng qua và mọi nỗ lực của lính Mỹ không đem lại kết quả gì cả. Từng đoạn địa đạo mình đều có các lỗ thông hơi chỉ đưa quân chỉ lên và xuống địa đạo. Trong vòng đất thì đây là hầm để hội họp làm việc, còn đây là hầm ăn được nối liền với bếp nấu dấu khói hay còn gọi là bếp Hoàng Tâm. Hoàng Tâm là tên của một người chiến sĩ đã sắm vào trong bếp này. Và đặc biệt của bếp là khi nấu ở đây, khói sẽ theo dần khói vào các ổ chứa khói. Ổ này đây sang ổ khác. Và khi lên đến một lúc thì khói chỉ là hơi nước, nó đây mọi người không phát hiện được. Hầm nghỉ ngơi khi chưa chiến đấu, hầm dự trữ lương thực và vũ khí để sử dụng lâu dài, hầm để chiến đấu được liên hoàn với các chiến hào trên mặt đất. Còn đây hầm có cấu trúc hình chữ A, tác dụng của hầm này là chống sập đất khi quân phá lộ cơ. Giếng nước trong địa đạo dùng để phục vụ cho việc ăn uống sinh hoạt và nó có độ sâu là 15 mét. Tên đoạn địa đạo được nối với nhau bằng một nắp bí mật. Nắp này nó có tác dụng là ngăn nước và chất độc khi bị bơm xuống địa đạo. Dọc theo hệ thống địa đạo, du kích còn bố trí rất nhiều hầm trong. Bình thường du kích sẽ lắp tán để qua lại hoạt động. Và khi phát hiện có đối phương xuống địa đạo, du kích đi qua rất bản nhà ngụy trang, đối phương sẽ rơi xuống hầm trong này. Đặc biệt trong địa đạo mình còn có những đoạn eo nhỏ như thế này, chỉ để người Việt Nam với dáng người nhỏ con dễ dàng qua lại, con người Mỹ trong to thì khó qua lại được. Tuy theo dáng dấp và địa hình, địa đạo còn có một số đường có thể ra được sông Sài Gòn. Địa đạo Củ Chi trong suốt những năm chiến tranh không chỉ là sự công sự, là hầm trú ẩn mà còn đóng vai trò binh xưởng, cung cấp vũ khí, trang bị chiến tranh thô sơ và thô sơ kết hợp với hiện đại nhằm tiêu diệt quân thù. Đối với du kích, sắt thép và nổ thuốc nổ là những vật chất vô cùng quý giá và người Mỹ cung cấp đều đặn thông qua các đợt đánh phá mưu bom bão đạn. Chỉ cần có dấu hiệu nghi ngờ, ánh sáng, làn khói, tiếng động, ngay tức khắc, cảm thảm bom B-52 sẽ quét sạch cây cối trong khu vực, biến một vùng đất rộng lớn thành bề mặt của mặt trăng. Nhưng chiến sĩ du kích dũng cảm thu nhặt được những quả bom lớn nhỏ từ bom phá, bom nguyên xuyên đến bom bi, đạn pháo của địch. Một số loại bom lớn được tháo kíp, cưa ra để lấy thuốc nổ. Các loại nhỏ hơn dễ mang vác như đạn pháo 105, bom bi, đạn 20 ly được sử dụng làm các loại mìn tự tạo. Sắt thép được sử dụng để rèn luyện các mũi trông và đinh nhọn phục vụ cạn bẫy và các vật dụng chiến trường khác. Ngoài các công binh xưởng, trong địa đạo chủ Củ Chi có đầy đủ nhà ăn tập thể, bếp tập thể Hoàng Cầm, xưởng may đồ quân dụng và dân sự. Rừng rậm Việt Nam và đất thép Củ Chi mang trong mình rất nhiều những bất ngờ nguy hiểm đối với kẻ thù. Nó có thể là những quả mìn tự chế, đủ sức xuyên thủng cả xe tăng M41, hoặc cũng có thể là những chiếc bẫy thô sơ tự chế được Hollywood sử dụng trong những bộ phim chiến tranh nổi tiếng của mình. Thực tế của những vũ khí đó đang còn được trưng bày ở Viện Bảo tàng Củ Chi.